Xin chào cả nhà, mình là Vô Tuy Hằng Khánh Hòa đây. Thì mình cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi các cái video mình để ra trong thời gian quen nha cả nhà. Giờ thì giờ là 2 giờ cả nhà, mà 2 giờ trước nhà mình nó nắng lắm. Nó nắng lắm cho nên ở trong nhà cái lấy bắp ra mình lấy chiều xào ăn. Sáng mình mua bê trái, mình mua bê trái mà mình lựa lúc mà nó còn vỏ cả nhà, xong mình lựa sao giờ mình về mình lột nó bị hư hết một trái à, còn lại cái hai trái à. Bữa mình xào ăn lần rồi mình thấy nó ngon á nên giờ xào tiếp. Ở nhà mình nó ăn cái gì mà cảm thấy ngon là mình ăn hoài à, ăn thường xuyên á, chừng nào hả nó đẻ thì mình chuyển qua món khác. Trong lúc lặt bắp thì đây đây thì trong lúc lấy bắp thì đây thì rảnh mà mình kể chuyện cho cả nhà nghe nha. Cái nhà đừng có trách mình nha, tại vì mình cũng thấy cái câu chuyện mình kể đây nhiều lúc mình thấy nó cũng hài hài tiếu tiếu cho nên mình kể, mong cả nhà đừng có trách mình nha. À, hôm bữa mình đi xét nghiệm máu á, nói chung là mình thường đi xét nghiệm máu lắm cả nhà, mình thường đi xét nghiệm máu lắm. Thì mỗi lần đi khám bệnh là người ta xét nghiệm máu à, thì bữa đó mình đi xuống thì lấy kết quả lấy xét xét nghiệm máu rồi xong người ta hiện cho mình là 10:30 đã trễ kết quả. Thì trong cái thời gian đó đâu có làm gì đâu cả nhà, không có làm gì hết á, mà mỗi lần đi trong khi chờ đợi vậy nhiều lúc mà mình đâu tiểu á, không có biết tiểu đâu cả nhà, không có biết tiểu đâu á, tại vì cái mình cả nhà đừng có trách mình nha, đừng 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 có nói mình sao thế này thế nọ nha, tại vì mình cỡ thiệt mà, chứ lỡ mình thấy hài hài vui mình cỡ nha. Kia thì nhiều lúc đó, nó đâu tiểu đó, mà mình vô cái nhà vệ sinh nào á nó cũng cũng ho cái nhà, cho nên là nó khó chịu lắm, cho nên mình hay đi ra ngoài, mình đi hai ra hai ngồi mấy cái quán xung quanh rồi á, mình hay mua nước hay là mua đồ ăn rồi vậy á để mình tiểu luôn cho nó tiện. Thì cái một bữa nọ đó, bữa đó đó thì cái bữa đó thì trong khi chờ đợi cái mình mới nghĩ thời gian chờ đợi nó lâu quá thì cũng không làm gì, mình mới nói bụng là thôi để mình đi vòng vòng mình xem thử có cái nhà vệ sinh nào nó sạch sạch hơn không, thì khi nào mình có đi thì mình đến đó mình đi đó, mình nghĩ vậy. Cái mình đi cái mình đi thì mình phát hiện có một cái nhà vệ sinh, mà cái nhà vệ sinh đó nó không có ghi là phòng của bệnh nhân hay là của nhân viên, nó không có ghi gì cả nhà. Cái mình thấy vậy mình mới bước vô, mình bước vô mình ngạc nhiên lắm cái nhà, cái phòng vệ sinh đó nó sạch sẽ lắm, nó sạch sẽ giống như là cái phòng vệ sinh mà ở trong khách sạn vậy á, giống như là ở trong khách sạn vậy á, đầy đủ lắm. Xịt phòng có, lau nhà có, rồi cái gì nói chung cũng có, thấy đỡ đầy đủ lắm, gương đồ lược đồ sao mình thấy nó đầy đủ lắm, giống như ở trong khách sạn vậy đó. Thì mình cũng đâu có biết cái, thì mình cũng đi đi tiểu xong, mình đi tiểu xong rồi mình cũng rửa mặt rồi mình rửa tay, tại vì nó đầy đủ lắm, xem mình cứ ngờ mình nhìn biết, mình nhìn là mình ngạc nhiên, mình ngạc nhiên sao mà có một cái phòng vệ sinh mà nó lẹ vậy đó, đó mình ngạc nhiên vậy thôi. Thì mình giống cái mình kể câu chuyện đây giống như là cua mà cua lâu ngày nó lên đường nhựa cả nhà, cả nhà thông cảm nha.
Cái xong rồi cái mình thấy sao mà nó sạch sẽ mà nó nói chung là nó sang trọng lắm. Thì mình cũng nhìn hoài à, mình xong rồi bắt đầu à, xong xuôi ra mà bắt đầu mình đi re. Mình đi re rồi thì mình đi re re rồi, re khỏi phòng rồi, xong đi đi re một đoạn đường rồi. Cái xong cái mình muốn quay lại. Mình muốn nghĩ trong bụng á, hơi lè mình để mình quay lại mình xem cái đoạn đường đi từ ngã này đến đó, cái khúc đó là như thế nào để mình biết ngõ. Lần sau cái mình biết ngõ lỡ mình cái đầu tiên mình đi tiếp đó, mình nghĩ vậy. Thế cái mình quay vô, quay vô xong rồi cái mình re thì có một mình re chỗ cái hoa mà mình thường ngồi á, để mình thường ngồi đó mình để mình lấy kết quả á, thì có một cái người chị kia cái thường ngồi đó để nó tư vấn bán sữa cho những người bị tiểu đường rồi cả nhà. Thì cái chị đó mới hỏi mình: ủa chị, chứ nãy giờ chị đi đâu vậy? Thì mình gọi người đó bằng chị, người đó gọi lại mình bằng chị cũng được, sự kêu vậy thôi à, chứ còn họ không biết ai lớn tuổi hơn ai á. Cái chị đó mới hỏi: ủa chị, nãy giờ chị đi đâu vậy? Thì mình mới nói gì chứ, à thì mình nói thiệt mà, tại thường gặp lắm mà mình, thì mình mới nói chứ, à ủa nãy giờ chị đi thì cũng kể thiệt ghê rồi, vậy đang vậy đi đó, kể hết ra là lè như vậy đó. Mình kể hết ra xong cái chị đã biết nói làm sao, trời, cái phòng đó là của giám đốc đó chị à, ôi trời đất vương. Tự nhiên mình cảm thấy chút trời, mình cứ hở không, mình cứ ngạc nhiên biết mình hở, ủa sao phòng giám đốc mà sao không có ghi gì vậy, mình đâu có biết đồ đâu á. À, cho nên á hả, mình rất là ngạc nhiên mẹ thơ, nghe nói vậy đó là một lần luôn, một lần trong đời của mình đâu có dám, xong cái lần sau mình cũng không dám môn miên tới chỗ đó nữa luôn. Mình cũng biết là nghe cái chị đó bác nói chứ, cái đó là của giám đốc đó, nhà vệ sinh của giám đốc đó chị à. Mình mình cũng không biết nói gì hơn, thôi mày mình cũng lỡ mẹ mình chứ đâu có cố ý gì đâu, nên thật bữa nào lâu nay cái xong cái mình cũng không có quan tâm đến cái chỗ nhà vệ sinh đó nữa. Chứ phải mẹ không nói lại chắc mình môn miên mình tới đó nữa rồi. Nói ra thì nó công ta nói nhiều đó, bè này thế nọ, nhưng mà không phải vậy. Rồi xong. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha.